quý vị và các đồng chí, thực hiện nghị quyết 84 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới, cấp ủy chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã đề ra. Sau 10 năm thực hiện đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đây cũng là nội dung chúng tôi chuyển đến quý vị trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo hôm nay. Trước hết thì mời quý vị và các đồng chí cùng điểm lại những hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh những ngày qua. Thưa quý vị và các đồng chí, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chiều ngày 22 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu công bố quyết định giao nhiệm vụ cho 25 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu tăng cường làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới biển huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Đồn Biên phòng Phước Tỉnh quản lý. Theo đó, lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Phước Tỉnh để tổ chức tuần tra kiểm soát, mật phục, chốt chặn nghiêm ngặt địa bàn, các đường mòn trên biên giới nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý không cho người phương tiện lên xuống mép nước tại các khu vực bờ biển, bãi ngang, từ mũi Kỳ Vân, thị trấn Long Hải đến khu vực bờ kè thuộc ấp Phước Lộc, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống có hiệu quả đối với dịch COVID-19. Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng tăng cường làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới biển huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Đồn Biên phòng Phước Tỉnh quản lý. Đồng thời, quán triệt, động viên giao nhiệm vụ cho mỗi cán bộ chiến sĩ luôn xác định tốt bản lĩnh chính trị, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ mối quan hệ đoàn kết trên tinh thần kính trọng dân, giúp đỡ dân, gắn bó với nhân dân địa phương, với phương châm chống dịch như chống giặc, tích cực tuyên truyền cho nhân dân biên giới hiểu rõ mức độ nguy hiểm, tuyệt đối chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phát huy hình ảnh và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, chung sức đồng lòng cùng với nhân dân quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Ngày 10 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thủy thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn công tác số 1, Đại tá Đinh Quốc Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu làm trưởng đoàn công tác số 2. Đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 do lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì quản lý trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền, thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ. Các đồng chí trưởng đoàn công tác đã biểu dương và ghi nhận tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, sự quyết tâm trong phòng chống dịch COVID-19 của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác tham gia tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch. Đồng thời cũng yêu cầu quán triệt cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phải xác định rõ tư tưởng, kiên định vững vàng, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng địa phương và cả nước quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao tặng các phần quà, khẩu trang y tế cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết và 3 triệu đồng cho các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Tổng kinh phí thực hiện là 40 triệu đồng, được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt, quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động. Ngày 24 tháng 8, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu do Đại tá Đinh Quốc Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức hỗ trợ trao tặng 200 suất quà cho đại diện chính quyền thị trấn Long Hải để trao tận tay cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Long Hải, thông qua chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm 10 kg gạo, 2 chai dầu ăn, 2 chai nước mắm, 2 chai nước tương, 1 gói hạt nêm, 1 gói đường, 1 gói bột ngọt. Tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí quỹ phúc lợi của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và vận động nguồn ủng hộ của Mạnh thường quân. Với hoạt động Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng về người dân biên giới biển đảo, đặc biệt là các hộ gia đình tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đã góp phần tạo thêm nguồn lực, chung tay cùng chính quyền địa phương kịp thời động viên, chăm lo đời sống cho nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt phương châm
ai ở đâu ở đó, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị và các đồng chí, trung tuần tháng 8, Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hai đoàn công tác đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho gia đình quân nhân trong Bộ đội Biên phòng tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trước đó, ngày 12 tháng 8, Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã tổ chức hai đoàn công tác đến thăm và trao tặng 20 suất quà. Mỗi suất quà trị giá 1.250.000 đồng cho gia đình quân nhân trong Bộ đội Biên phòng tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Với tổng kinh phí thực hiện là 25 triệu đồng, được trích từ quỹ phúc lợi của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và ủng hộ của các mạnh thường quân. Qua đây, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với gia đình của các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, ổn định cuộc sống, góp phần ổn định tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 nơi tuyến đầu, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các đồng chí, là lực lượng chủ trì phối hợp với lực lượng công an, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu, doanh nghiệp cảng và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng biển. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 84 về nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới, lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được những kết quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu cảng, góp phần quan trọng tạo môi trường an ninh, an toàn, thân thiện ở một cửa ngõ lớn nhất quốc gia bằng đường biển. Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương là ba tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý hết sức quan trọng. Khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao, năng động nhất cả nước, có hệ thống cảng biển đang trên đà phát triển, với mục tiêu trở thành hệ thống cảng nước sâu, cảng trung chuyển quốc tế cho tàu có tải trọng lớn, mang tầm cỡ khu vực và thế giới. Cùng với sự phát triển của hệ thống cảng biển, nhịp độ tăng trưởng của ngành vận tải biển, tình hình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của người, phương tiện, hàng hóa qua hệ thống cảng biển khu vực này đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại các cửa khẩu cảng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý 65 cảng cửa khẩu. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng, từ những ngày đầu thực hiện nghị quyết, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng và các trạm biên phòng cửa khẩu cảng chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ và bảo vệ các cảng, xây dựng kế hoạch phối hợp trong quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu cảng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính biên phòng trong thủ tục xuất nhập cảnh, cấp các loại giấy phép, công tác kiểm tra, giám sát biên phòng tại cửa khẩu, tổ chức ký kết quy chế phối hợp với lực lượng công an, quân sự các huyện, thành phố, thị xã, cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Đồng Nai, Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh còn thường xuyên kiện toàn, bổ sung tổ chức chỉ huy đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng đúng chuyên ngành đào tạo. Coi trọng việc bồi dưỡng giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác, duy trì giữ nghiêm kỷ luật. Do vậy, công tác an ninh được bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia. Công tác thủ tục và kiểm tra giám sát cho người, phương tiện hàng hóa ra vào cửa khẩu cảng đúng quy định. Từng bước cải cách thủ tục hành chính thông thoáng về thủ tục, chặt chẽ về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước, tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Địa bàn đơn vị quản lý rộng, phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại thì còn có khó khăn. Khó khăn thứ hai ấy là cái phương tiện, trang bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ cho công tác. Thế từ những cái khó khăn như vậy thì đơn vị đã đưa ra những cái giải pháp khắc phục cái tình trạng trong cái quá trình thực hiện. Thì thứ nhất là chúng tôi tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các cái chỉ thị, các cái nghị quyết, kế hoạch của các cấp, tăng cường và phát huy vai trò của các cái lực lượng chuyên trách, đẩy mạnh công tác huấn luyện, làm tốt công tác phối hợp,
thực hiện tốt các quy chế đã ký kết giữa các lực lượng, hiệp đồng và ban giám đốc các cảng trong địa bàn quản lý để thực hiện tốt các quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong cái khu vực cửa khẩu cảng biển. Khi dịch COVID-19 bùng phát, nhằm xây dựng hàng rào biên giới vững chắc, đảm bảo an toàn cho cả người dân lẫn người xuất nhập cảnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa thực hiện công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra giám sát chặt chẽ và đảm bảo cho người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cảng biển được an toàn, thuận tiện, nhanh chóng. Vừa ngăn chặn kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, không để lây lan dịch bệnh qua khu vực cửa khẩu cảng. Cán bộ chiến sĩ của trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu tích cực công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống dịch bệnh theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tuyên truyền cho các phương tiện, tàu thuyền, thuyền viên là khai báo đầy đủ các thông tin rồi để phục vụ phòng chống dịch và thực hiện các cái biện pháp phòng chống. Với đặc thù thường xuyên tiếp xúc với thuyền viên, hành khách nước ngoài, không loại trừ những người đã đi qua vùng dịch, nên công tác phòng chống lây nhiễm từ tuyến biên giới, đảm bảo an toàn cho người dân Bà Rịa Vũng Tàu luôn được cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng tuân thủ nghiêm ngặt. Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các tàu kiểm tra thân nhiệt và trang bị kiến thức phòng chống dịch ngay trên tàu. Những du khách nào đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, không nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được làm thủ tục xuất nhập cảnh. Công việc của chúng tôi thường xuyên là chở các cái hành khách, hàng hóa và các cái thiết bị dầu khí ra các cái mỏ dầu khí ở ngoài khơi. Do đó thì cái lượng khách lên xuống tàu và cũng như thuyền viên sẽ tiếp xúc rất là thường xuyên với các cái hành khách. Do đó thì công ty chúng tôi PTSC Marine và Bộ đội Biên phòng cửa khẩu thành phố Vũng Tàu đã thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho tàu, cho toàn thể thuyền viên cũng như hành khách và đưa ra các biện pháp để mà giám sát hành khách cũng như thuyền viên lên xuống tàu. Trước yêu cầu và nhiều thách thức trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng vào các địa bàn trọng yếu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh quốc gia, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng trong tình hình mới. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 84 về nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới, lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu đã làm thủ tục xuất nhập quá cảnh, chuyển cảng cho hơn 62.500 lượt chuyến tàu chở hàng, gần 1.300 lượt tàu khách, làm thủ tục và kiểm tra giám sát 10.017 lượt chuyến máy bay, đăng ký xuất nhập bến cho hơn 42.100 lượt tàu đánh cá, cấp 442.576 visa, 168.920 thẻ đi bờ và 237.448 giấy phép các loại. Cùng với đó, Biên phòng Cửa khẩu Cảng đã xác lập nhiều kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh bắt giữ, chuyển cơ quan có thẩm quyền, khởi tố 77 vụ án hình sự, lập biên bản xử lý gần 1.300 vụ việc vi phạm hành chính, đã xử phạt 10,7 tỷ đồng, thu giữ nhiều tang vật và tài sản. Từ năm 2020 đến nay, Biên phòng Cửa khẩu Cảng đã phối hợp với Cơ quan Kiểm dịch Y tế và các cơ quan chức năng làm thủ tục đưa 2.449 lượt thuyền viên nhập cảnh đi cách ly phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuân thủ đúng các hướng dẫn, quy định, không để dịch bệnh lây lan vào cộng đồng. Mục tiêu tổng quát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch. Chính vì vậy, việc quản lý tốt an ninh cửa khẩu cảng biển trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định dịch bệnh của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung. Và những kết quả đạt được trong 10 năm qua cũng đã và đang tạo đà cho công tác bảo vệ an ninh trật tự cửa khẩu cảng trong những năm tiếp theo, vì một cửa ngõ miền Đông Nam Bộ bình yên và phát triển. Thưa quý vị và các đồng chí, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục lần sau. Thân ái chào tạm biệt.